tại diệt nhiệt não không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Này Appaya, có ba sự thanh tịnh diệt nhiệt não này được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác chân chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng được niết bàn. 3. Khi được nói vậy, Panditaku Marako, người Lichavi, nói với Appaya, người Lichavi: Này bạn Appaya, bạn có tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói không? Này bạn, tôi là ai lại không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói? Đầu người ấy sẽ vỡ tan nếu ai không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói. Mục 75 cần phải khích lệ. 1. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một quyết thống? Với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? 2. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 3. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, tủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với Đức Phật sẽ sanh vào địa ngục, loại vàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 4. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, tủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây đổi khác là như thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp sẽ sanh vào địa ngục, loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 5. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng không có đổi khác. Ở đây đổi khác là thế này: vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tính bất động đối với chúng tăng sẽ sanh vào địa ngục, vào loại bàn sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, với ai thầy có lòng từ mẫn và với những ai thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một quyết thống, với những người ấy, này Ananda, thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. Mục 76 hiện hữu. 1. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn được xem là có hữu? Này Ananda, nếu không có hành động nghiệp và sự chín mùi của dục giới, thời dục hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh, sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 2. Này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới vật trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 3. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Mục 77, tư và khởi điểm. 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Như kinh trên cho đến, như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ khác thức được tư và khởi điểm thay thế. Mục 78, sự hầu hạ giúp đỡ. Nhân duyên như kinh trên, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, mọi giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản đều có quả phải không? Ở đây bạch Thế Tôn không thể trả lời một chiều được. Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm. Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng khiến pháp không thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận? Thời giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản nào được áp dụng khiến pháp không thiện đoạn tận, pháp thiện được tăng trưởng? Thời giới cấm, sinh sống phàm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có kết quả. Tôn giả Ananda nói như vậy, và bậc đạo sư đồng ý. Rồi Tôn giả Ananda nghĩ rằng, bậc đạo sư đã đồng ý với ta. Từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Ananda còn là hữu học, nhưng không dễ gì tìm được một người có trí tuệ ngang bằng. Mục 79, hương. 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn. Hương của chúng bay theo gió, không bay ngược gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa. Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có loại cây hương nào
có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. 2. Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì? Có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, men rượu, nấu, làm sai người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm sang tham, bố thí không luyến tiếc, với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy được các sa môn, bà la môn tán thán khắp bốn phương. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ưa thích chia sẻ đồ bố thí, chư thiên và các phi nhân cũng tán thán. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. 3. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, dầu là hoa chiên đàn, già la hay mạc ly, chỉ hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thổi, chỉ có bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. 180. Apipu. 1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Apipu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda, các Như Lai là vô thượng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Apipu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda, các Như Lai là vô lượng. 2. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Apipu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có thể làm cho tiếng nghe xa như thế nào? Này Ananda, thầy có được nghe nói đến tiểu thiên thế giới không? Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 3. Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, xa như vậy là 1000 thế giới. Trong ấy có 1000 mặt trăng, 1000 mặt trời, 1000 núi Sineru, Tu Di, 1000 Jambudipa, Diêm Phù Đề, 1000 Aparagojana, Tây Ngưu Quá Châu, 1000 Uttarakuru, Bắc Kulo Châu, 1000 Bhupavideha, Đông Thắng Thần Châu, 4000 biển lớn, 4000 đại dương, 1000 cõi trời, 4 thiên dương, 1000 cõi trời, 33,
1000 Dạ Ma Thiên, 1000 Tusita, đầu xuất hiện, 1000 Quá Lạc Thiên, 1000 Tha Quá Tự Tại Thiên, 1000 Phạm Thiên. Này Ananda, đây gọi là một tiểu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1000 lần một tiểu thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, hai trung thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1000 trung thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, ba đại thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe xa, cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa, nếu muốn. 4. Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng mình nghe xa, cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa, nếu muốn. Ở đây, này Ananda, Như Lai chiếu ánh sáng, cho đến 3000 đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy, rồi Thế Tôn phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai làm cho tiếng mình được nghe xa cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa, nếu muốn. 5. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Uyaji: Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, có được bậc đạo sư có thần lực như vậy, có quy lực như vậy. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Uyaji nói với Tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, ở đây hiền giả nghĩ có được gì nếu bậc đạo sư của hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại quy lực như vậy? Thì được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Uyaji: Chớ có nói vậy, này Uyaji. Chớ nói vậy, này Uyaji. Này Uyaji, nếu Ananda chỉ có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tính của mình, vị ấy có thể 7 lần ngự trị trên thế giới chư thiên, có thể 7 lần ngự trị trên cõi Jambudvipa này. Nhưng này Uyaji, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được bát niết bàn. Chính là mã Phẩm Sa Môn, mục 81, Sa Môn 1. Này các tỷ kheo, có 3 hạnh Sa Môn cần phải làm này của Sa Môn. Thế nào là 3? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Đây là 3 hạnh Sa Môn cần phải làm này của Sa Môn. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta